Diễn đàn cấp cao về phát triển năng lượng quốc gia năm 2020 được tổ chức hướng đến mục tiêu tạo diễn đàn cho các bộ ban ngành trung ương và địa phương được trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến về dự thảo chương trình hành động, chiến lược, quy hoạch các cơ chế chính sách cụ thể hóa nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Đồng thời đây cũng là kênh kết nối giữa các cơ quan tham mưu, chiến lược của Đảng, các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia trong nước và quốc tế trong triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Song song với những sự kiện của diễn đàn còn có triển lãm giới thiệu về các mô hình, công nghệ năng lượng hiện đại của thế giới cùng 4 hội thảo chuyên đề về phát triển ngành năng lượng tại Việt Nam gồm chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đổi mới cơ cấu tiêu thụ năng lượng gắn với sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho phát triển bền vững năng lượng Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Phát triển công nghiệp chế tạo dịch vụ phục vụ ngành năng lượng giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiềm năng và các giải pháp phát triển các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo.